Kia Morning 2024 chính thức ra mắt, diện mạo như Carnival đời mới, giá dự kiến 236 triệu đồng. Kia Hàn Quốc đã chính thức giới thiệu phiên bản cập nhật mới cho Kia Morning. Đây là bản facelift lớn thứ hai của Morning sau bản cập nhật lần đầu vào 2020. Thế hệ hiện tại của xe ra mắt vào 2017, và đáng lý đã chuyển lên thế hệ mới. Tuy nhiên Kia vẫn chưa quyết định được tương lai xe, nên hãng chỉ thực hiện nâng cấp bản sẵn có mà thôi. So với bản hiện hành, thiết kế Kia Morning 2024 khó lòng bị nhầm lẫn, vì thiết kế đầu xe mới dữ dằn hơn đáng kể, với cảm hứng lấy từ SUV điện cỡ lớn EV9. Đèn pha dạng dọc mới, trang bị công nghệ LED lần đầu tiên, xung quanh là đèn ban ngày LED áp thiết kế cũ. Thiết kế đèn này cũng khiến liên tưởng tới những chiếc Sorento và Carnival mới chạy thử nghiệm trong thời gian gần đây. Tản nhiệt trung tâm này dữ dằn hơn, với ốp chrome mới và thanh ngang kết nối hai cụm đèn. Tại đuôi xe, đèn hậu mới kết nối với nhau bởi thanh đèn LED chạy ngang, một yếu tố nữa giống EV9. Cản sau bên dưới cũng đã được làm lại. Hông xe xuất hiện mâm 16 in mới trên bản cao cấp, các bản thấp dùng mâm thép 14 in hoặc hợp kim 15 in. Nội thất Kia Morning 2024 tập trung thay đổi giao diện cụm đồng hồ, với hai đồng hồ cũ bị thay bằng hai màn hiển thị số trực tiếp, nằm giữa là màn 4,2 in. Trong khi đó, trung tâm tablo vẫn là màn cảm ứng 8 in hỗ trợ Apple CarPlay trên Android Auto, và cũng là nơi hiển thị hình ảnh thu về từ camera sau. Tuy nhiên, màn trên cũng được bổ sung bản đồ định vị vệ tinh, và phần mềm cập nhật qua kết nối Internet. Cổng sạc USB trên Kia Morning 2024 được chuyển lên loại USB-C, công nghệ khởi động từ xa lần đầu góp mặt dưới dạng tùy chọn cao cấp. Mảng công nghệ an toàn trên mẫu hatchback cỡ nhỏ được nâng cấp đầy đủ hơn, ngang hàng với các dòng xe đời mới cỡ lớn hơn của thương hiệu Hàn Quốc. Kia Morning mới sẽ mở bán rộng rãi tại các thị trường quốc tế, từ quý 4 năm 2023 trở đi. Giá xe dự kiến sẽ nhích lên một chút tại Hàn Quốc tăng 7-8% vì những nâng cấp nói trên, với mức khởi điểm dự kiến 236 triệu đồng sau quy đổi.